Xin cảm ơn chị Ngọc Lan. Quý vị thấy chị Ngọc Lan hát hay không? Quý vị thấy Kelly có vui không? Vui quá hả? Kính thưa quý vị, sau đây Tuyết Nhung xin giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ rất là trẻ, đẹp trai, cao ráo. Người mà Tuyết Nhung muốn nói đến đó là anh Trung Hành. Xin quý vị cho anh Trung Hành một tràng pháo tay. Bye.
Thank you.